Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thu Nữ Cà Mau. Sáng nay thì Linh đi chợ, Linh có mua được hai con cá măng rất là ngon luôn. Thì Linh về, Linh định là cạo chả. Ở nhiều vùng của miền Tây thì Linh thấy là người ta chuộng cái loại là chả cá thắt lát, tại vì chả cá thắt lát rất là dai. Nhưng mà do là đặc tính ở đây là vùng nước mặn, không có con cá thắt lát sinh sống, nên là người dân ở đây thường làm chả bằng cá măng, cá phi hoặc là cá chẽm. Thì Linh thấy là cá măng này là làm chả dai và ngon nhất. Thì hai con này là Linh mua là 1kg là 150.000. Một con như thế này là nó tầm hình như là 3kg hơn á. Cái dãy con cá măng này thì nó có cái giống như là ánh kim trên con mắt của nó là rất là to. Ban đêm thì mắt của con cá măng này rất là sáng. Cá măng này thì chủ yếu là nó sống tự nhiên thôi à, mình không có nuôi nó. Nó theo dòng nước á, khi mà mình sổ vuông cái mình lấy nước ra vô cái nó đi vô vuông mình nó sống. Mà con cá này á, nó ăn tôm nhiều lắm. Bây giờ thì Linh sẽ cắt con cá này ra để cạo. Tại vì con cá này thì nó to quá, để nguyên con thì lóc nó hơi khó. Cá này thì xương nó rất là mịn, nên là chủ yếu ở đây là người ta chỉ dùng để cạo chả thôi, chứ ít khi dùng để chế biến món ăn. Sau khi mà cắt con cá ra làm hai á, thì Linh sẽ dùng cây dao Linh khứa một bên mặt thịt của cá để mình lấy cái phần da ra để mình cạo. Cá này thì do nó là xương lâm nhâm rất là nhiều, thịt nó thì rất là mềm, nhưng mà khi mình cạo chả xong cái mình quết á, thì cái chả cá nó rất là dai. Nè, nhìn cái thịt nó nè, Linh gờ vô mà nó nhũng 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 luôn á. Thịt cá nó tươi thì nó sẽ có cái màu hồng như thế này nè. Còn cá mà nó đang bị bủng thì mình nhìn nó sẽ có cái màu trắng, nó không có hồng. Trên cái lưng con cá mà nó có rất là nhiều xương. Cá này đặc biệt mà nó sống trong cái vuông nào là vuông nó thất tôm lắm luôn á. Tại vì nó ăn tôm lắm. Khi mà mình mần ra là cái bụng con cá này tôm không à. Nhiều khi một con cá mà mần ra 5-6 con tôm xuống luôn. Linh lóc xong một bề rồi thì bây giờ là Linh sẽ lóc cái bề kế tiếp. Linh thấy cá bự này thì nó dễ mần hơn cá nhỏ, nhưng mà cái xương nó to nên là cái giá của con cá bự thì nó sẽ rẻ hơn con cá nhỏ. Ví dụ mà cá mà tầm 1kg tới 1,2kg thì người ta bán sẽ tầm 180 tới 200, mà còn cá từ 2kg trở lên thì người ta bán 150 1kg. Cái này thì cũng tùy theo chỗ bán. Mà nếu như mà mình cá này mà mình muốn làm thái hay làm lẩu cũng được. Mà mình làm lẩu thì trước khi mà mình thái con cá ra thì mình dần cho nó mềm hết cái xương. Linh lóc cái này nữa là xong rồi. Do là cái thịt cá này nó mềm nên là Linh lóc nè, nhìn nó không có được đẹp cái miếng cá. Trên cái phần xương này là còn rất là nhiều thịt của cá luôn. Thì một lát Linh sẽ cạo. Trên đây là phần thịt cá rất là nhiều. Thì để cạo chả là Linh có chuẩn bị một cái chén nước. Nước này thì Linh có cho xíu muối với xíu bột ngọt vô thôi. Thì giờ là cái bước tới cái bước mà nó cực nhất trong cái phần mà làm chả là cái phần cạo. Mình cạo thì cái phần xương nó sẽ dính lại trên những cái xương to hết trơn nè. Nó sẽ ra những cái phần thịt thôi. Linh để qua cái thau này. Đây là những cái phần thịt mà nó còn dính chất xương á, nên là Linh sẽ dùng cái muỗng lên cạo luôn. Xương này thì mình có thể là dùng để nấu súp cho nó ngọt nước. Hôm bữa thì Linh có dùng xương cá này để nấu bún cá, cũng rất là ngon luôn. Đây là những cái miếng mà thịt cá hồi lúc nãy là Linh lóc nè. Giờ thì Linh sẽ cạo. Mình cạo thì mình sẽ cạo theo chiều xuôi, từ cái phần đuôi con cá cạo lên, để cho cái xương nó dính lại phần da, nó không có đi theo cái thịt cá. Lúc đầu Linh cạo thì còn hơi chậm, nhưng mà khi mà mình cạo quen tay rồi thì cũng dễ cạo và nhanh lắm.
Thì bây giờ là Linh cũng cạo sắp xong rồi, còn có miếng này nữa hả? Này mình cạo xong cái phần mà xương gá là nó dính lại cái phần da hết trơn à. Thì cái da với cái xương này thì Linh sẽ tận dụng để chiều nấu canh chua. Tại vì bên đây là còn có hai cái đầu rất là to nè, đầu cá này thì ăn rất là béo. Thì hồi nãy giờ là Linh cạo ra được bấy nhiêu chả cá đây nè, là mình cạo nó rất là ngon luôn, chưa có nhồi gì hết trơn mà Linh cảm giác là nó rất là dai. Thì giờ là mình cứ thấy cái xương thì mình cứ lấy xương ra, tại vì trong quá trình mình cạo thì nó sẽ có sót xương lại nữa. Bây giờ thì Linh sẽ bắt đầu nhồi để cho nó dai cái chả của mình lên. Hai con cá là tầm 4 kg mấy, mà mình ra bao nhiêu chả cá thì cũng rất là nhiều. Nhiều chả cá thì chắc gần 3 kg chả cá. Trong quá trình nhồi thì Linh sẽ thấm tay vô nước muối mình chuẩn bị lúc nãy á, để cho cái chả của mình nó vừa ăn. Với thứ hai nữa là cái nước muối nó cũng giúp cái chả của mình nó dai hơn. Mình nhồi càng nhiều thì cái chả cá của mình nó sẽ rất là dai. Hồi nãy thì cạo cực, giai đoạn này thì tới nhồi thì sẽ dùng sức nhiều hơn. Cái này nếu như mà nhà mình có thau inox thì mình có thể là dùng cái thau inox để mình quết. Hồi bữa Linh nấu bún cá Nha Trang, Linh quết bể hết cái thau mũ rồi, nên là lần này Linh không có dám quết, mà Linh chỉ nhồi thôi. Mà Linh nghĩ là cái chả này là mình nhồi nên sơ sơ là nó cũng dai rồi. Nhồi nhiều quá lát nó dai lắm, mình ăn như dây thun cắn không có đứt. Mà để ý là thấy cái con cá nào mà nó kèn xương nhiều quá thì mình làm chả nó sẽ dai. Giống như con cá thắt lát thì Linh thấy nó cũng có rất là nhiều xương, mà mình làm chả nó cũng rất là dai luôn á. Miền Tây là nhất là chả cá thắt lát rồi. Về Cà Mau Linh chắc Linh nghĩ là nhất là chả cá măng quá. Đó, mình quết dễ nhanh lắm, nhanh bể thao. Nhồi mà mình cảm thấy cái tay của mình nó có cái lực tưng tưng ra là cái chả cá của mình nó đang dai rồi đó. Thì ở đây là Linh thấy nè, nó rất là dai luôn. Vừa cạo xong là cảm giác nó đã dai rồi. Nhưng mà mình cần phải nhồi để cho cái gia vị nó thấm cho cái chả cá, để lát mình ăn nó cũng vừa ăn nữa. Linh nhồi hồi nãy giờ thì lúc này là cảm giác cái chả nó rất là dai rồi. Thì để cho cái cá của mình nó thơm hơn thì Linh sẽ cho vô xíu hành bằm mịn, cho thêm ít tiêu, mình gãi đều ra. Để thứ nhất là cái chả của mình lát ăn nó sẽ có cái mùi thơm và nó giảm bớt cái mùi tanh của cá. Giờ thì mình nhồi lên luôn để cho nó đều cái hành với cái tiêu này ra hết các phần chả. Là cái chả của Linh nó đẹp rồi đó, vừa bỏ tiêu vô thì nó thơm cái mùi tiêu lắm. Này nếu mình thích thì mình có thể là bỏ thêm xíu nước mắm cho nó thơm cũng được. Linh thì tại vì nhồi muối rất là nhiều nên là Linh không có cho thêm nước mắm. Lâu lâu mình vẫn thấm tay. Cái này mình cứ nhồi đại muối với xíu bột ngọt là không có sao chứ á. Cái chả của mình nó không có mặn mà nó vừa ăn. Nó dai mà tới nỗi là Linh nhấn xuống mà Linh cảm giác là tưng tưng cái tay á. Trong quá trình nhồi chả thì Linh thấy có một số bạn là sẽ nhồi bằng dầu ăn. Nhưng mà đối với cái chả cá măng này thì nó rất là dai nên là mình nhồi bằng cái dầu ăn cái lát á. Cái chả nó không có kết dính lại mà nó bị gời 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 ra từng miếng luôn. Wow, cái chả cá lúc này nó ngon ghê luôn á. Nó dai dẻo. Dạ bà cô chú các bạn ơi, thì Linh mới nhồi chả xong á, bây giờ Linh dọn ra đây để chuẩn bị chiên luôn. Thì Linh nhúng đũa vô dầu á, thì dầu sôi như vậy, thì chả cá Linh cũng vô bọc như vậy nè, thì Linh sẽ nặng ra để Linh chiên. Chiều nay thì nhà hàng Thôn Nữ Cà Mau sẽ phục vụ món bánh mì chả cá.
Do là cái phọc tôm sú này nó hơi yếu nè, nặng không có kha được nhiều. Nếu như mà Linh thấy ở trên thành phố là người ta có bán cái máy để nặng chả cá ra thì nó ra rất là nhiều và nó đều luôn. Nãy giờ Linh chiên lúc này là cái chả cá nó vàng hết trơn rồi, Linh sẽ vớt ra. Cái chả cá nó nở, nó ngon dễ sợ luôn. Vậy là cái chả cá của mình nó dai lắm luôn á. Dạ bánh mì chả cá bà cô ơi. Cô ba ở nhà bà cô có khách. Dạ rồi, đợi con dạ, xíu dạ. Lấy ba ổ hả bà cô? Dạ rồi, đợi con xíu. Vớt cái mấy cái vàng vàng này ra một cái. Chả cá măng nó dai, cái nó dính nè. Dai dữ trời lắm. Đi lợi hoài mà thấy đông quá thôi đi về để cho cấp nhỏ nó mua. Dạ. Bánh mì này là hồi nãy là con tranh thủ con nướng trước cho nó giòn rồi đó. Dạ ba ổ của bà cô là 9.000. Rồi con gửi bà cô bỏ tiền vô đây giùm con lấy ngàn tiền thôi. Rồi cảm ơn bà cô. Dạ. Ba ổ hay gì? Rồi đợi chế xíu. Tương ớt đầy đủ ha. Ừ chứ xịt nước tương trước thì sợ lát về cái ướt ổ mì không ngon. Ba ổ 9.000, qua đó bỏ tiền vô không chế. Tại tay chế làm bánh mì nên không có bóc tiền được. Ừ, lấy bột giùm chế. Có cái bọc vàng đó là đủ 3 cái á. Dạ ăn liền hả? Dạ. Khỏi bỏ lá chuối ha. Dạ. Chứ tính quấn lại sợ nó bị văng chả ra. Ăn liền. Rồi, cảm ơn cưng. Dạ. Chiều chứ lên bán bánh mì chả cá. Một ổ 3.000. Bốn ổ ha. Dạ. Rồi, tương ớt đầy đủ hết cưng. Khỏi bỏ tương ớt hả? Dạ. Vậy về xịt nước tương ăn nha. Bốn ổ không tương ớt hết hả? Hai ổ không tương ớt. Rồi đợi chế lên xíu. Hai cái không tương ớt chế quấn một lá chuối ha. Hai cái này là có tương ớt chứ để trên mặt nè. Rồi chứ gửi cưng. 3 lần 4 12.000. Bỏ tiền vô đó lấy lại 3.000 tiền thối giúp chế. Rồi cảm ơn ý. Lấy đủ chưa? Ừ bye bye cưng. À, chứ Linh bán bánh mì chả cá. Cũng ổn nha. Rồi tương ớt đầy đủ hết cưng. Rồi đợi chế xíu. Rồi của cưng 3 lần 4 là 12.000 ha. Cầm cẩn thận coi chừng nó bị chảy tương ớt nha. Cưng đưa bao nhiêu? 20 hả? Lấy lại 8.000 tiền thối giúp chế Linh đi. Rồi, cảm ơn cưng. Bữa nay chị lên bán bánh mì chả cá. 4 ổ. Rồi, 4 ổ ha. Tương ớt đầy đủ ha. Dạ. Rồi, đợi chị lên xíu.
ngọt nó không có ớt chứ là đừng kim nó không à. Tiên Hương mẹ không biết ăn cay. Vậy là một ổ không tương ớt. Dạ. Rồi. Không ăn cay về xịt nước tương hoặc xịt tương cà vô nha. Dạ. Này ăn tương ớt mới ngon á. 3 lần 42 ngàn nha hai đứa. Dạ. Rồi bỏ tiền vô lấy tiền thối. 20 lấy lại 8 ngàn. Ừ, lấy đi. Còn ăn tương ớt về lấy tương cà hoặc là lấy nước tương xịt vô nha. Dạ. Ừ. Còn ba ổ còn lại là lấy tương ớt nha. Dạ. Mà tương ớt này đâu có cay đâu, ngon mà. Xịt nước tương. Xịt nước tương hả? Bánh mì có tương ớt mới ngon. Ừ đúng rồi, cay cay ngon. Cái này chả cá này cái gì chứ mình? Chả cá măng, dai lắm. Rồi văng ra ngoài miếng luôn. Vì ăn mà có lạc quá thì xịt thêm nước tương nha. Dạ. Hết bột bự rồi. Cầm chứ, hết bột bự rồi vô đỡ hai bột nhỏ. Cái này là của con là không có tương ớt nè. Cô Linh quấn tàu lá chuối lại nha. Rồi. Hỏi quấn được chút nhìn biết rồi. Con mua bánh mì chả cá hả? Con lấy mấy ổ? Hai ổ. Hai ổ hả? Con qua đó bỏ tiền vô giùm cô ha. Hai ổ là 6 ngàn, con lấy lại 14 ngàn tiền thối đi. Đợi cho cô làm cho bạn 4 ổ rồi tới con. Đợi xíu nha con, sắp xong rồi. Cô làm cho bạn nhanh lắm. Cái này là hai ổ có tương ớt, hai ổ này là không tương ớt, còn ổ này là cô Linh gửi cho cô hai cảnh ha. Mọi người nghe con ghé đưa cho cô hai cảnh giùm cô Linh. Rồi, cảm ơn con. Ừ, bye bye con. Bữa nay chị Linh bán bánh mì chả cá. Ba ổ ha. Rồi, đợi chị Linh xíu. Ba ổ 9 ngàn, con bỏ tiền vô đó giùm cô Linh đi. Bọc nó hơi nhỏ nên là chế sẽ vô cho cưng hai bọc ha, hết bọc lớn rồi. Rồi, chế gửi cưng. Rồi, cảm ơn cưng. Ừ, bye bye cưng. Chế Linh phát bánh mì chả cá. Mình lấy cho em 4 ổ đi. 4 ổ ha. Rồi, đợi xíu. Rau ớt đầy đủ ha. Dạ. Chị bán gì vậy lên? Dạ con bán bánh mì chả cá ơi. Lấy cho ốc 2 ổ đi. Dạ 2 ổ hút. Rồi ốc đợi xíu con làm 4 ổ này xong tí. Vậy có lạc xịt thêm nước tương giúp chế nha. Tương bỏ thêm nước ớt nữa. Dạ. Xịt nhiều quá sợ nó chào.
tiếp chưa? Dạ được Út. Quấn lá chuối không? Dạ quấn lại. Lâu lâu mới bán mấy món này nên hơi lụp chụp. Mà hết bọc lớn nữa. Giờ vô hai bọc nhỏ. Cầm chứ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Em bỏ tiền vô đó lấy tiền thối em chế không em? Thôi lại 38. Ừ. 3 lần 42 thôi 38 đúng rồi đó. Trời giờ này có mũi hay mũi cắn quá. Rồi, bye bye, cảm ơn cưng. Hết lá chuối rồi bà con ơi. Kệ, mấy đứa đa số cũng về ăn liền không à. Này Út ăn nhiêu tương ớt, Út xịt luôn đi Út. Chai tương ớt nè. Bữa nay chị Linh bán bánh mì chả cá. Em 3 ổ. 3 ổ ha. Rồi. Rồi đợi chế xíu. Dấu xịt lên tay được hay đẹp vậy. Ừ, xịt lên tay nó hay nè. Rồi với tiền Út kể. Dạ 2 ổ 6.000 Út ơi. Lấy tiền thối em chế kìa chị đại. Dạ. Đủ không Út? Dạ rồi khỏi thối luôn. Ừ. 3 ổ 9.000. Chí đại và 3 ổ 12.000. Lúc nào bán chí đại cũng 3 ổ ba cái 12.000 hết trơn á. Ừ, lấy lại 1.000 đi cơ chứ Linh nói chơi á, tại mấy bữa tính lộn. Là hai đứa là 6 ổ hả? Cá này dai lắm, cá măng á. Nhìn là thấy là biết nó dai rồi. Mũi quá. Tại bán tối kia là mũi. Về ăn có lạc thì xịt thêm nước tương nha. Tại chứ Linh sợ xịt nước tương rồi về nó ướt hết ổ bánh mì nên là chỉ xịt tương ớt thôi. Chị đã ăn tương ớt không con? Dạ. Kim Vàng có ăn tương ớt không? Dạ. Vậy một ổ không có tương ớt cho Kim Vàng nha. Cầm chế hết bọc bự rồi. Nè, chả cá nóng hổi luôn. Cái này là Kim Vàng nè, không có tương ớt. Rồi tới Chí Nguyên luôn. Chí Nguyên có mua cho cháu ăn không? Có cái nào không tương ớt không? Nó ăn chả. Nó ăn chả nhưng mà xịt lên sợ cay á. Vậy một ổ không tương ớt luôn ha. Rồi ổ không tương ớt để riêng nè. Ừ, cảm ơn cơn. Chả này chỉ bán bự không mà trời. Mà chả này là chả cá măng chất lượng luôn mà chứ Linh cũng không pha nữa. Mà chợ thường bán là người ta sẽ pha. Rồi, chị gửi con. Rồi, cảm ơn em. Ủa sao hai hổ chứ? Ủa còn hổ quên. Bán với gà sản. Hồi chiều giờ bán đắt quá sản rồi. Cảm ơn cưng. Chị bán bánh mì chả cá. Bốn hổ ha. Rồi, đợi chú lên xíu. Tương ớt rồi đầy đủ hả cưng? Dạ, một ổ không ớt. Một ổ không ớt, rồi. Bữa nay con bán gì Cẩm Linh? Con bán bánh mì chả cá thôi nhé. Của cưng 3 lần 42 nghìn. Một ổ bao nhiêu? 20 nghìn bỏ vô lấy lại 8 nghìn kịp chế. Dạ, một ổ 3 nghìn cô nhí. Lấy cho con 4 ổ đi. Dạ, 4 ổ.
Bữa nay chứ Linh bán bánh mì chả gì chứ? Đúng rồi, chế bán bánh mì chả cá rồi, cảm ơn cưng. Chế bán cho em một ổ. Ổ hả? Rồi, đợi chế làm. Dạ. Thịnh ăn bánh mì không con? Ăn á. Cô ba. Con hầu đi. À đi. Ổ 3.000. Nè, cô ba cho miếng chả cá. Ờ, coi chừng nóng. Con, dầu đó con, dầu. Anh nhí trước đi. Dạ, cô nhí đợi luôn hả? Không bỏ dây leo hả? Rồi. Xíu nữa là chọp rồi, tại quen tay. Rau găm ha. Tương ớt nhiều phải không? Dạ, khỏi tương ớt cũng được nữa. Khỏi tương ớt không hả? Bởi em cũng có tương. Ờ, gọi gì dây tự xịt luôn. Cái này bán ổ bánh mì này lời nè. Bữa hổm chế 20 tương đầy đủ. Ừ. Cho nhiều chả cá xíu đó, không tương, không dưa leo. Dạ, dì ba một cái bao nhiêu tiền vậy ba? Một cái 3.000. Dì ba bán cho con 3 ổ gì ba? 3 ổ hả? Dạ. Rồi, đợi dì ba xíu. Dì ba làm cho cô nhí cái. Rồi, cảm ơn nhí. Ừ. Dạ, ba ổ đầy đủ như nha dì ba. Đầy đủ luôn hả? Dạ. Rồi, đợi làm cho cô nhí xong rồi tới con nha. Dạ, một ổ bỏ tương ớt, hai ổ không bỏ tương ớt. Hai ổ không bỏ tương ớt luôn hả? Dạ. Rồi, đợi dì ba xíu. Con kêu Titi đi chơi đi con. Kiki kìa, nó vô chảo dầu kìa. Dạ, 4 ở 3 lần 4, 12 nghìn cô nhí. Con kêu Kiki đi chơi đi con. Kiki đi ra ngoài chơi. Gì hả? Nó kỳ cục. Thiếu 2 ngàn được không? Hai, có 10 ngàn hả? Rồi, thôi bo luôn đó. Cảm ơn con, bánh kẽ mà còn bánh cơm mà còn bo nữa. Cho cô thêm tương ớt hơi nhiều quá. Tương ớt nhiều hả cô nhí? Dạ. Rồi. Dì ba chắc bán lỗ quá. Lỗ chắc luôn hay bữa nào? Dạ đúng rồi. Bán quá rẻ luôn hay bữa. Chắc ngày mai là dì ba dẹp tiệm luôn. Trời ơi, người ta đang bán mà ra mua đồ chuồng người ta dẹp tiệm. Là dì ba bán rẻ quá bữa nào. Bữa nào mà không thấy thôn nữ Cà Mau nữa là biết sắp dẹp tiệm rồi đó. Nhìn ngon quá dì ba. Ngon không? Đắt thì bữa nay bán từ 4 giờ chiều mà tới 6 giờ tối mà cũng còn bữa nè. Dạ. Vẫn còn khách. Bữa nay là con mua 80 ổ bánh mì mà đây. Ồ, oh, còn 4 ổ nó hết luôn rồi. Bán đắt luôn. Ừ. Ủa cái thay là cái gì ba? Chả cá măng. Chả cá măng hả? Chắc đây dai dữ luôn. Ừ, dai ngon lắm. Dạ. Con xịt tương ớt một lần rồi, lát xịt thêm cho cô nhí nữa. Rồi, tại cô nhí rồi. Nói ăn nhiều tương ớt. Ăn bánh mì nhiều tương ớt ngon. Dạ. Cay. Mà bánh mì chả cá này ăn tương ớt mới ngon nè. Ừ. Không có cần nước sốt gì á. Xịt tương nhiều ớt người, lên là ăn. Nhiều người ta ăn người ta bỏ ớt sống luôn á con. Dạ. Con Kiki ngày nào nó cũng lên clip hết trơn. Con mua sữa cho nó uống mà tự nhiên bữa nay nó làm gì mà con ấy đang ấy nó ra nó kiếm ăn. Thật như nó đói lắm vậy. Tại nó thấy đông quá vui. Hồi bữa nó chỉ ngồi nó canh rồi bữa nay đi kiếm ăn. Nó là thông minh. À, cô trả tiền nha. Dạ. Xịt thêm tương ớt cái. Hết bọc bữa nay ha, đi chợ mà quên mua bọc. Cả không sao. Cái có bọc nhỏ. Bọc nhỏ về cái mình bỏ tùm lum hết trơn đó, gió nó bay xuống sông rồi. Hôm nay dì ba bán đất á. Bán từ hồi 4 giờ tới giờ. 4 giờ giờ chắc là 5 giờ hay gì đó gì ba. Ừ. Hết chưa? Dạ hết trơn rồi chị ơi. Cô lại hồi nãy đó, mà thấy mấy đứa nhỏ cái cho mấy nhỏ mua trước. Dạ. Hẹn chi thấy hồi nãy con thấy cô nhí nghe tiếng cô nhí mà không thấy đâu hết trơn. Ở trong nhà chưa chín thui á, mấy đứa nhỏ thôi cho mấy nhỏ mua trước đây rồi. Cảm ơn dạ, con nha. Cảm ơn cô nhí. Bữa nay đợi đợi dì ba chiên nha. Dạ. Đợi dì ba chiên cái. Cái này làm dễ gì ba? Cũng dễ. Wow, ngon quá. Tại vì tới bủn là hết chả cá nên là Linh chiên thêm để làm cho bủn. Cái này sao nó bự quá à? Dì ba làm cho bữa ăn trước một ổ ha. Rồi đợi chả chín rồi làm riêng nha. Con mua vô cho ngoại bà ngoại hả? Dạ. Ừ. Ăn thử ổ đi. Dạ. Rồi lát thì dì ba chiên. Cái này là dì ba tặng con á, không bán luôn á. Dạ.
còn mấy cái ế cuối cùng là cho bụi ính nè. Dạ thôi em gửi tiền luôn. Có tiền nữa hả? Dạ. Giàu quá ta, bụi ính giàu gì ba nữa. Dạ bữa nay con bao. Bữa nay con bao cả nhà luôn hả? Dạ. Nói vậy thì chứ con mua có ba ổ à. Vậy là con đâu có mua cho dì ba hả? Ừ. Nè con không ăn tương ớt vô xịt nước tương nha con. Nè dạ. Thử miếng chả cá dai ngon lắm. Thử coi. Dì ba cũng xin lại cô bốn miếng. Ừ. Cái này giòn á dì ba. Ừ. Ăn cái tương ớt ngon lắm con. Dạ. Nhưng mà không ăn tay à. Đấy con có 50 ngàn con lên luôn. Mua 3, 6 ổ mì 50 ngàn hả? Dạ. Dì ba coi thử bữa nay dì ba bán được nhiêu. Chị trả 50 ngàn con hả? Con chưa mà, chưa lên. Ở đây là Linh còn 3 ổ nữa, bữa nay là Linh mua tới 80 ổ bánh mì lần. Linh coi Linh bán được nhiêu. 10, 20, 30 40 50 60 70 giá hết trơn rồi. 80 90 100, 101, 102, 103, 105, 107, 107 ở đây 50 nữa là 107, 202, chứ ở đây còn mười mấy nữa. Vậy là ở trong đây là của Linh là có 100 ngàn tiền. Vậy là bữa nay là Linh cũng bán được 140 bà cô chú các bạn. Thì còn bụi nữa, bụi chắc Linh tặng không có lấy tiền. Thì bây giờ chắc Linh cũng dẹp vô. Thì chiều nay thì bán bánh mì nên là hơi lụp chụp, bán hơi lâu, bán hồi từ 4 giờ tới bây giờ. Thì bây giờ lại Linh cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ vào những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.